Thưa quý vị, cứ đến tháng 9 hàng năm, tháng được Ủy ban An toàn giao thông quốc gia chọn là tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường. Tại Đà Nẵng, trước khi chuẩn bị bước vào năm học mới, Ban An toàn giao thông thành phố đã yêu cầu các địa phương, quận huyện triển khai kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại khu vực trường học, đồng thời phối hợp với các sở ngành tuyên truyền luật giao thông đường bộ trong trường học. Ghi nhận của phóng viên thời sự Đà Nẵng TV. Đây là buổi truyền thông về những kiến thức cơ bản của luật giao thông đường bộ và phòng ngừa vi phạm và tai nạn giao thông do đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận Liên Chiểu tuyên truyền tại trường trung học cơ sở Nguyễn Bình Khiêm, phường Hòa Minh vào ngày đầu năm học mới. Thông qua những vụ tai nạn giao thông có liên quan đến lứa tuổi học trò, được cảnh sát giao thông trình chiếu, phân tích những hành vi học sinh thường vi phạm để cảnh báo phòng tránh tai nạn giao thông. Ngoài ra, trong các tiết học giáo dục công dân đầu tuần, nhà trường còn trang bị cho học sinh các kỹ năng sử dụng xe đạp an toàn, đúng luật và cùng nhau thảo luận các tình huống vi phạm thường gặp khi tham gia giao thông. Nhà của con cũng ở xa. Cuối năm lớp 7 thì bố mẹ con có mua cho con chiếc xe điện để con đi, nhưng mà thỉnh thoảng thì bố mẹ con vẫn chở. Con đi xe điện thì con vẫn tuân thủ tất cả các quy tắc an toàn giao thông. Bà giám hiệu trường trung học cơ sở Nguyễn Bình Khiêm cho biết, với đặc điểm là trường nằm trên trục đường Tôn Đức Thắng, lưu lượng phương tiện đông, thường ùn tắc giao thông trước cổng trường vào giờ cao điểm, nên năm nay trường đã mở rộng vịnh dừng xe và cho phụ huynh vào bên trong sân trường đón học sinh, nên không còn xảy ra ùn tắc. Thường xuyên nhắc nhở phụ huynh không đổ xe trước cổng trường và không giao xe máy cho học sinh điều khiển. Thì nhà trường đã xây dựng một kế hoạch là sau khi tiến hành họp cha mẹ học sinh đầu năm, tiếp tục là triển khai đến cha mẹ học sinh, đặc biệt là học sinh cha mẹ học sinh của khối 9 là không giao xe cho các con khi đến trường. Còn đây là trường tiểu học Hải Vân nằm trên địa bàn phường Hòa Hiệp Bắc. Mặc dù chính quyền địa phương đã tuyên truyền phối hợp với nhà trường triển khai xây dựng mô hình cổng trường bình yên ngay từ đầu năm học, nhưng theo ghi nhận của phóng viên thì tình trạng phụ huynh đi ngược chiều và không đội mũ cho trẻ em khi đến trường vẫn còn. Lý giải việc chưa chấp hành tốt luật giao thông đường bộ, phụ huynh này cho biết. Dạ, mặc dù là đầu năm nhà trường cũng có tuyên truyền, có nhắc nhở là phải đội mũ bảo hiểm cho học sinh, nhưng mà do nhà em nó gần cách có một đoạn nhỏ thôi, cho nên em không đội mũ bảo hiểm. Để tháng 9, tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường mang bình yên đến mọi người, mọi nhà trọn vẹn, bên cạnh việc tích cực tuyên truyền phổ biến pháp luật an toàn giao thông của các cấp chính quyền, nhà trường và xã hội, thì việc chấp hành nghiêm quy định pháp luật của phụ huynh và học sinh là rất quan trọng để góp phần giáo dục nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ và phòng tránh tai nạn giao thông.